mỗi con số là một dạng sóng rung liên quan mật thiết với cuộc đời. Trong thế giới hiện đại, để đi đúng đường, bạn nhờ vào hệ thống định vị GPS. Để trả lời câu hỏi bạn là ai, sứ mệnh của bạn đến cuộc đời này là gì, bạn cần hiểu ý nghĩa con số ngày sinh của mình. Là một môn khoa học dựa vào nghiên cứu của nhà toán học Pythagore. Đã đến lúc nhìn ra bản thân và thay đổi cuộc sống với nhân số học. Quỳnh Hương xin được chào đón tất cả quý vị và các bạn đang đến với chuỗi chương trình Thay đổi cuộc sống với nhân số học, một dự án truyền cảm hứng sống tốt đẹp cùng với nhà Mayque Inspiration. Và các bạn ơi, ngày hôm nay chúng mình sẽ bàn tới một cái mũi tên trống. Thoạt nhìn thì thấy nó không có hại gì, nhưng mà nó cũng sẽ là một cái gọi là thiệt thòi đối với những ai có cái mũi tên này. Bởi vì Quỳnh Hương mời các bạn nhìn lại vào trong mũi tên mạnh mà chúng ta đã tìm hiểu của kỳ rồi á. 1, 4, 7 là mũi tên của đầy óc thực tế nè, tháo vát, nhanh nhẹn, khéo tay và có thấy mới tin. Thì nếu như cả ba con số này nó đều nằm ở một cái trục thể chất hết thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu các bạn thấy là cả ba đứa số này nó đều vắng mặt ở trên biểu đồ? Điều đó có nghĩa là toàn bộ những cái con số còn lại nó sẽ tập trung hết lên trên hai cái mảng này, mảng tâm hồn và mảng trí não, thì cuộc đời những người này sẽ dễ bị nặng về lý thuyết hoặc là mơ mộng mà không có thực tế. Như vậy, nếu mà nói theo thầy David trong cái cuốn The Complete Book of Numerology á, thì người ta đến đời này là để học và trải qua những bài thi để trưởng thành. Thì bài học của những người này là học làm sao để đưa được cái thế giới mơ mộng của họ, những cái suy nghĩ của họ trở thành hiện thực, thì đó là bài thi quan trọng nhất. Vậy thì các bạn hãy nhìn vào trong cái biểu đồ đầu tiên để các bạn có khái niệm nha. Người sinh ngày 2 tháng 5 năm 2005. Bạn thấy không? Mỗi thứ có một cặp. Rồi sau đó người ta sẽ trống quá trời đi. Người ta trống cái mũi tên sáng trí nè. Người ta trống cái mũi tên hoạt động nè. Người ta trống luôn mũi tên của óc tháo vát thực tế. Cho nên là người này thường sẽ có một cái khuynh hướng là co cụm lại vào trong cái trực giác của mình và vào trong cái sự kết nối, hoặc thậm chí có dư hai con số năm nó cũng không có phải là quá tốt đâu. Khi người ta đã quá tự tin thì nó cũng đôi khi nó cũng lợi bất cập hại hen. Và đặc biệt nữa, người này lại có con số chủ đạo là số năm mà bạn. Mình nhắc đi nhắc lại hoài, người số 5 chủ đạo là một viên ngọc quý đang bị phủ, gọi là băng bị phủ mờ. Bạn hãy lau bụi đi và tỏa sáng. Thì Quỳnh Hương nghĩ rằng các bạn lau bụi đi là bằng cách là các bạn sẽ đi kiếm cái gì điền vô chỗ này nè. Thì các bạn thấy ở đây nè, toàn bộ những cái này nè, nó đang giao nhau ở số 9. Thì cái việc bạn có thể làm đó là điền con số 9 vào đây. Ở đây còn có một cái chỗ nữa để bạn điền, nhưng mà Quỳnh Hương không khuyến khích bạn điền số 7. Cho nên bạn có thể điền con số 4 cũng hay, hoặc bạn điền con số 1 bằng cách tập diễn đạt mình, vân vân ha. Cái trường hợp thứ hai, chúng ta đến với case là 8 tháng 9 2005. Ngày 8 tháng 9 2005 thì người này được một cái lợi thế là có một mũi tên về cân bằng cảm xúc. Người này sống giàu nội tâm, vào bên trong, giỏi chữa lành, vân vân. Có được một con số 9 cũng rất là tốt luôn. Nhưng bù lại người này lại có một mũi tên 147. Và thầy David nói rằng những người mà không có được cái mũi tên này thì cuộc sống của họ sẽ trở nên đôi khi bị hỗn độn bởi vì thiếu cái tính thực tế. Nói tới đây thì Quỳnh Hương nhận được một cái chia sẻ từ một bạn gái, em gái nhỏ bằng tuổi với Tin nhà Quỳnh Hương. Sinh ngày 29 tháng 9 năm 2002. Và con mới nói là bây giờ nhiều khi con cũng không biết định hướng cuộc đời con làm sao. Thì Quỳnh Hương nhìn vô, Quỳnh Hương thấy đầu tiên con đang bị dư với số 2 nhiều quá nè. Trực giác con quá phát triển cho nên đôi khi con sẽ trở thành một người hơi
gọi là trụ vào trong thế giới riêng và không có bắt kịp được với cái thực tế bên ngoài, đặc biệt là khi con đang thiếu cái trục thực tế này. Thứ hai, con đó có tới hai con số 9 để cho con có một cái ước vọng cũng cao, lý tưởng cũng cao, mà trách nhiệm với bản thân cũng cao, và đặc biệt là nó không có cơ sở, nó không có cơ sở để nó biến thành thực tế, bởi vì xung quanh nó quá là trống ha. Cho nên là cái điều mà bạn nên làm hiện giờ á, là bạn chịu khó làm những cái việc sau khi điền cái tên của mình, thì bạn có để cái tên mình là tên gì đó mà Quỳnh Hương thấy là chữ không có dấu, thật là chữ cam như vậy nè, thì bạn cứ nhìn đi, chữ C đó là số 3, chữ C là số 3, chữ A là số 1, chữ M là số 4. Vậy thì điền vô 3, 1 và 4 thì rất may là con đã có được cái số 3 để con tạo thành một mũi tên kế hoạch ở đây. Con sẽ vạch kế hoạch tốt và con có được một số 1 và một số 4 để cho con làm vốn. Con sẽ không đến nỗi bị cái mũi tên disorder, tức là mũi tên hỗn độn hay rối loạn nữa. Hèn. Rồi, vậy thì khi mà nói về cái tên thì Quỳnh Hương nhớ tới một trường hợp cùng gửi đến cho Quỳnh Hương trong vòng một buổi sáng nọ. Quỳnh Hương nhớ lúc đó là thời điểm cả nước đang ở, gọi là bị ở trong nhà và tránh dịch, thì bố mẹ của hai em nhỏ này đồng lúc gửi đến cho Quỳnh Hương trong buổi sáng và nói là sắp đầy tháng rồi, nhưng mà tụi em bối rối quá, là bởi vì không biết đặt tên con như thế nào, bởi vì bây giờ là thấy cái mũi tên của con như vậy nè. Đây, mọi người nhìn ha. Rồi, đây là số 2, số 8, số 2, rồi 2, 2, 4 con số 2 và 1 con số 8 cô độc. Trời, lần đầu tiên Quỳnh Hương thấy con số 8 cô độc. Nó như vậy, hen. Và bạn này á, thì hoàn toàn là 4 con số 2 luôn. 4 con số 2 trụi lỗi luôn. Và xung quanh là trống trống hoàn toàn luôn. 1, 2, 3, 4, 5 và 6 mũi tên trống. Ở đây thì bạn này có 1 mũi tên trống trí, 2 mũi tên hỗn loạn, 3 mũi tên uất giận, 4 mũi tên trì hoãn, 5 mũi tên hoài nghi, cũng y chang vậy luôn. Thì các bạn sẽ thấy á, nó có một cái điều là như thế này. Khi mà con mình, thứ nhất là các bạn đã biết cái tầm quan trọng của những cái tên khi mà gắn vào trong đó rồi. Với lại cái thứ hai nữa là khi mà các con còn bé quá mà đâu có biết là cuộc đời của con như thế nào, thì nhiệm vụ của người làm cha làm mẹ, Quỳnh Hương có khuyên ở trong các bài viết của mình là các bạn đừng đặt tên con trước khi các con sinh ra. Thay vào đó các bạn sẽ chọn sẵn một loạt những cái tên mà ý nghĩa mà các bạn thích đi. Rồi cái khi nào mà các con thực sinh ra thì các bạn mới dựa vào trong cái biểu đồ đó, các con mới lắp cái tên mà các bạn thấy là nó có thể bù vào trong những chỗ trống của con, đặc biệt là vào những năm 2020 rồi vân vân, là rất là nhiều chỗ trống á, thì cuộc đời của các con sẽ được bù đắp liền ngay từ khi các con sinh ra, thì nó sẽ rất là đỡ. Như vậy thì sau khi mà suy nghĩ quá trời suy nghĩ thì bạn Quỳnh Hương với anh xã mới đẻ ra được cái tên. Các bạn nhìn ha, cái tên này hoặc là An Lâm, hoặc là Lâm Ân, hoặc là Ân Lâm, cái gì cũng được, miễn sao là các bạn nằm ở trong như thế này. Tại vì sao? Các bạn nhìn thử nghe. Chữ L là số 3, A là 1, M là 4, A là 1, N là 5. Vậy thì cứ cộng vô đi rồi các bạn sẽ thấy nó sẽ lấp đầy vô như thế nào ha. 3, 1, 4, 1, 5. Thì có phải là ở cái thế này là con đã có được hai số 1 để trở thành một cuộc sống cân bằng không? Ở đây là con đã có thể có được một con số 4 để con sống rất là tháo vát, nhanh nhẹn và phá được cái mũi tên gọi là hỗn độn này hay không? Cái mũi tên hỗn độn này hay không? Bên cạnh đó, con cũng có được một số 3 và một số 5 để con phát triển về trí, con kết nối được, con làm thành được cái mũi tên đầy đặn cảm xúc mà con không phải hứng chịu cái con số 7 nằm chỗ này ha. Như vậy các bạn sẽ thấy là cái tên Lam An hoặc An Lam hoặc Lâm Ân, Ân Lam này, các bạn sẽ né được con số 7 này ra.
thì đây sẽ là một sự chọn lựa tương đối là tốt nhất cho các con có những ngày sinh tương tự như thế này. Vậy thì áp cái tên La Mang này qua đây cũng vậy, các bạn sẽ thấy là 3 3 1 4 1 5. Riêng với bạn này thì do thiếu số 8 cho nên là bạn vẫn còn trống một cái trục bên phải là 7 8 9, nhưng mà so với lại các tất cả các cái mũi tên khác thì mũi tên này là đỡ nhất. Thì sau này khi con lớn lên, con cứ việc làm thêm một cái vài cái chiêu giống như cô Quỳnh Hương hay chỉ đó, là tìm một cái con số 9 ảo đặt vô đây bằng cách đưa ra những kế hoạch nhỏ, tìm cách thực hiện là con đã có thể con số 9 ảo đây, và lúc đó con đã có thể có được rất là nhiều thứ mà không cần phải xáo động quá nhiều hen. Bên cạnh đó thì cái việc mà khi mà các con trống cái mũi tên này á, đồng nghĩa là các con đang dồn vô quá nhiều những con số 2. Tất cả những em bé sinh ra vào tháng 2 năm 2020 là đều có 3 con số 2 rồi. Bạn nào mà sinh ngày 2 tháng 2 hoặc 28 tháng 2 nữa là rất nhiều luôn. Cho nên nội cái chuyện 4 con số 2 này, bố mẹ buộc phải theo dõi các con kỹ thôi. Đây là một cái thời điểm hết sức là đặc biệt mà bố mẹ buộc lòng phải trưởng thành cùng con. Nói nôm na là đây bài thi chung, con thi kiểu con, bố mẹ thi kiểu bố mẹ đó ha. Để xong rồi cả nhà ta lên đô một lượt. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau thống kê lại một lần nữa các tính chất điển hình. Các tính chất điển hình của một người mà có cái mũi tên trống 147 thì sẽ có những cái điều gì? Thứ nhất là tất cả những người sinh trong thế kỷ thứ 20, tức là sinh từ 1999 trở về trước, không có khả năng mắc cái mũi tên trống này. Cái thứ hai nữa là những người mà sinh từ năm 2000 trở đi, mà có sinh cái gì mà có liên quan tới số 1, số 4, số 7 cũng không dính luôn. Cho nên thật ra thì số lượng người mắc cái mũi tên trống 147 này không có nhiều. Những người mà có con số trống 147 này cần, rất cần các hoạt động mà đưa họ về thực tế và tính kiên nhẫn để tạo sự cân bằng giữa ba trục trí não, tâm hồn và thể chất. Và trẻ con mà có cái mũi tên này ha, tất cả các trẻ con có mũi tên trống 147 đề nghị phải được tập những cái bài tập về sự gọn gàng, ngăn nắp từ khi rất nhỏ. Con sẽ được dạy cách sắp xếp đồ chơi, dọn dẹp vườn, dọn dẹp nhà, quét nhà, vân vân. Không phải là vì con không có người làm, nhưng mà là để cho con tập luyện được cái thói quen, phát triển được cái số 4 á, để cho con thoát được cái sự hỗn độn này. Rồi mỗi lần mà con làm được chuyện vậy á, nhớ khen ngợi con cho nhiệt tình vô, để con tiếp tục con làm thì nó mới thành một cái thói quen ha. Và cuối cùng là có con được khuyến khích tham gia vào các hoạt động thể thao không mang tính đối kháng hay thi đua, để qua đó con vận động được tay chân của con thì con cũng sẽ phát triển được tốt hơn. Cảm ơn cả nhà mình đã cùng lắng nghe một cái mũi tên rất là thú vị như là mũi tên trống 147. Và các bạn có thể vào trong album Numerology của Quỳnh Hương trên trang fanpage Quỳnh Hương Lê Đỗ để tham khảo những bài viết khác, những bài viết về các cái số liệu và ý nghĩa của các con số và con số chủ đạo, để bạn nắm được tình hình của bản thân mình cũng như những người thân trong gia đình tốt hơn. Và các bạn cũng đừng quên là đăng ký theo dõi kênh YouTube Quỳnh Hương Lê Đỗ để có thể theo dõi tiếp những tập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.